còn mới dừng chọn lục cho lọ này dừng chọn delete xuống đây nè nó khné à lấy dừng chỗ đó bị đầu phía tí bấy là dừng phơi to bị phía tí pì cao bị phía tí pì khi mà hai nhân nó khné pì là biểu này cả cắt to video phần tay được nông phía này có khi mà hai pì là biểu cắt to là tay phần tay dừng cắt tài rụp hiệp này video chánh tục xâm lệ rồi có dừng cắt xâm lệ chánh tục video mình mến dừng cắt đôi phía tí pì thì phía tí pì dừng cắt đạch tăng rụp hiệp video đạch tăng xâm lệ phần tay được nông phía này cứ dừng chọn cắt tập này rụp hiệp trở lọ na chánh phần tay ở đây đạch xâm lệ ngay trở lọ nó nghe ta dân thể thay đổi mặt đạch hay xâm lệ ở đôi kia này cứ dừng cắt xâm lệ ta mà trở lọ xâm lệ nha để dừng kết thao việc ở lưu xâm lệ nha được không cả lại nâng dừng mình thở vô hay rụp hiệp cứ dừng tục tật hại mà dừng cắt đôi là việc tìm thì phía tí phí nốt viên đặt chẳng ọ đặt chân thùm lấy đặt chân rụt phía đi video và tại nông phía này chùm nông phạm nên ở khía phía được phía đi ca cắt môi tiết để ai ở dưỡng ra chân nạp một video là bỏ dưỡng nâng bán lộ và xảo chừng môn ta dưỡng ăn vận ở khía nên ở khía mơ video được nhầm đặt được nông này cao bị phía muốn nhầm ăn phía hợp hỏi thà cà na à phê con viên này phố bà này ta cả lại nó cứ lưu thùm lấy lại nâng á bà này ta bị lưu thùm lấy hay chùm này ai phê con tiếp tiếp nhỉ bạn này thật lại nó ở lưu xâm lệnh thì dẫn bản thân dịch nông ca cắt video dương trong cắt hạ lại ở lưu xâm lệnh nó chơi nhạc hơi dương chùm nô đòi sạch lên rồi có dấu xâm lệnh xây nam mùi dương mặt đạc lại nâng ạ ta dương thử thử định đẩy ta lấy dương ảnh bọn mắt đam bây cắt cứ dương thử cho cái lại này hay cái lại nếu nhận được ốc nếu thử bụi con máu dưới xuống mưa ná dương thử cắt dương đạc dương máu cái lại nà nè dương thật cắt cái lại này xâm lệ nhá bởi thân như dương đạn dẫn hóa dương cắt dương chơi kể nhưng chơi đã sổ e nó được khi bồi bởi dương cho cho món này nó không khi bị đại chẳng ổn hả đại chẳng rút hiếp đại chẳng xâm lệ bởi thái dương cho cắt ta xâm lệ thì là dương thôi mà quên chơi control sẵn máu thôi mình tin máu này ở bị cho bị đàm thân cứ dương cho cắt ta xâm lệ thì dương nằm mấy cắt xâm lệ bán nằm mấy tôi rút hiếp nên mà nói đại nên ổn nghe trời thương chạy sân á dương trâu sẽ là nhạc phí nữa sẽ là trên phố lương đường này dương cho sẽ là nhạc mùi hát dương cho control hay dương một chút nhà lớn đi mùi tiền ở vị trình lương được nên chẳng ná tỏ mắt nó lưu khi bỏ ra bỏ dưới này đó nên cho control bột nó số dù tỏ mắt nên ở cái đó sẽ là trình mà nè bởi dương nó cho là nhạc phí dương ô tên á về tạo tầng phí nhắn nhận đoàn mùi trình dương cho lương đi các bạn đưa đi các bạn xong khán ở việc độ mùi trình tỏ mắt nên ở liền cờ về mà thế nhé xâm lý đặt đời xâm lấy rụp hiếp đặt đời rụp hiếp bên này dương ảnh cắt bạn dương môn này dương cắt dương thật đã bị tâm này sẽ mất làm bởi dương tìm tốt thật cắt cái lại nha tục video cái lại nha xâm lấy cái lại nha nè lấy dương chọc đàm cắt cắt đôi ảm môn này nè dương chụy và tốt dương cho một lại nâng máu tốt mới dương chụy ở số e số e dương cắt đó thầm nà dương cắt thầm dự lọt như mới tiền nè cho số e mới tiền máu tỏ mới dừng chọn lục cho lọ này dừng chuột delete tỏ mới nên ở cái này khơi như này này khơi ta cho lọ này cứ bị đặt bạn còn tái video đồ bảo viên này cho lọ nó cứ ở đại chế cứ bị nơi ta đại có tha dừng play máu bị này máu này bị này máu cứ lưu sầm lệ thọ mà đà nè đọc về mà đo cả lại này cứ bị ở lưu sầm lệ thì còn tái cả lại nên dừng chọn chụp lục đo sạch lên xem nhấn dừng được bao giờ sạch lên máu dương tự do sạch phần vì khả năng cả lại dương tốt đó nè dương cho cả lại file
ៅមកយើងយកពាក្យ open កន្លែង file open ហ្នឹងគឺយើងចូលដើម្បីទៅជ្រើសរើសវីដេអូដែលយើងបានទុកណាតើមកយើងយកសាច់ play របស់យើងមកដែលខ្ញុំទុកមកនេះខ្ញុំសូមយកអានេះចុះតើមកយើងយកពាក្យថា open ពេលនោះវានឹងចូលអាសាច់ play ហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈជា MP3 ណាបានវា load មកចូលទៅក្នុង audio track តែម្ដងដោយសារតែសាច់ play ដែលខ្ញុំ download ហ្នឹងគឺជា MP3 ស្រាប់អញ្ចឹងវា load ចូលមកក្នុងកន្លែង audio track បើសិនជាយើងយកអាវីដេអូធម្មតាមានទាំងរូបភាពមានទាំងសំឡេងកាលណាយើងដាក់មកវាច្បាស់ជា load ចេញរូបភាពកន្លែងនេះសំឡេងកន្លែងនេះហើយបើយើងចង់បានតែសំឡេងជាងកាត់រូបភាពវាចោលមកយើងធ្វើដូចអាលក្ខណៈខ្ញុំបង្ហាញមិញណាកាត់តែរូបភាពយកសំឡេងមកក៏មកអ្នកនរអគ្នាដាក់អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងមកយើងទាញបន្ថែមទៀតមកណាទាញចាំឲ្យចូលច្រឡោះប៉ុណ្្នឹងតែមកយើង play វីដេអូយើងសាមើលឧទាហរណ៍ថាវីដេអូយើងធ្វើនេះដល់ពេលយើង play មកវាចូលដល់កន្លែងការកាត់យើងត្រូវបរិកាន់ធំកាន់ស្រួលកាន់សំឡេងវីដេអូយើងគឺវាចូលដល់អាសំឡេងតែម្ដងហើយបើសិនជាវាលឺខ្លាំងណាសំឡេងនឹងលឺជាងអាសំឡេងនេះសំឡេងសាច់វីដេអូរបស់យើងនេះយើងអ្នកនរអគ្នាទៅបន្ថយបើអ្នកនរអគ្នាបន្ថយកន្លែងនេះអ្នកនរអគ្នាបន្ថយសំឡេងកន្លែងនេះបានន័យថាវីដេអូយើងនេះក៏ថយសំឡេងអាហ្នឹងក៏ថយសំឡេងប៉ុន្តែបើយើងចង់បន្ថយសំឡេងតែអាហ្នឹងទេអាសំឡេងហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាចុចកន្លែងនេះឃើញទេឃើញអារូបនេះដល់ពេលខ្ញុំដាក់ទៅឃើញរូបដៃឯនេះយើងទាញវាមកក្រោមទីមកទាញអញ្ចឹងមកសំឡេងវានឹងថយចាំមកយើង play ម្ដងទៀតមកនេះយើងចូល play ពីធំនេះមកពីវាពីនេះមកលើកាត់យ៉ាងត្រូវបរិកាន់ទៅធំកាន់ស្រួលកាត់តែមកដល់កន្លែងនេះរៀងខ្សោយបន្តិចសំឡេងណាឬក៏យើងអាចធ្វើអ៊ីចេះក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថានេះនៅខាងចុងណាដល់ពេលវាលើខ្លាំងពីដើមមកអញ្ចឹងដល់ខាងចុងយើងចង់ឲ្យលើសំឡេងខ្សោយបន្តិចម្ដងតិចម្ដងយើងដាក់យ៉ាងជាទៀនយ៉ាងនេះអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងនេះណានៅពេលយើងដាក់ចូលកន្លែងនេះមកនេះអាខាងចុងវាហ្នឹងនៅពេលយើងដាក់មកវាឃើញរូបអាកែងយ៉ាងគេនេះតោះមកយើងទៀនយ៉ាងមកទៀនយ៉ាងមកដល់ពេលយើង play យ៉ាងមើលពីនេះមកលើណាអ្នកនរគ្នាចាំស្ដាប់ពីនេះមកវាលើដល់កន្លែងនេះវាខ្សោយទីម្ដងមកដល់កន្លែងនេះមកវាស្ងាត់តែម្ដងកន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវរបៀបនៃការកាត់តែវីដេអូកាត់តែសំឡេងទុករូបភាពវីដេអូហើយបើសិនអ្នកនរអគ្នាចង់កាត់រូបភាពវីដេអូទុកសំឡេងហើយជំនួសដោយរូបភាពវីដេអូណាមួយអ្នកនរអគ្នាធ្វើដូចគ្នាមកណាធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាមកដំបូងយើងត្រូវផ្ដាច់វាឲ្យទៅជា2សិនធម្មតាកាលណាយើងបើកវីដេអូមករូបភាពហើយនឹងសំឡេងគឺវាជាប់គ្នាតែមួយដំបូងណាតោះមកវាយើងចង់កាត់តើវីដេអូទុកសំឡេងឬក៏កាត់សំឡេងទុកវីដេអូអ្នកនរអគ្នាត្រូវផ្ដាច់វាសិនផ្ដាច់វាឲ្យទៅជា2ផ្នែកបានន័យថាផ្នែកសំឡេងផ្សេងផ្នែកវីដេអូផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បានគឺយើងត្រូវសិលេចអា2ហ្នឹងអារូបភាពវីដេអូហើយនឹងសំឡេងហ្នឹងចុចសិលេចវាមកបើមកយើងចុច control បូកជាមួយនឹង asso u នៅលើ keyboard របស់យើងឬក៏យើង
ើម៉ៅចេះក៏បានដែរយើងស្លេច BO ទៅអញ្ចឹងយើងស្លេចអានេះនេះអានេះអាហ្នឹងបើនេះថាបើយើងចង់ផ្ដាច់វាឲ្យទៅជា2ផ្នែកយើងចុចម៉ៅស្ដាំលើវាមកបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថាគ្រប់កន្លែងនេះវាចេញញូនេះដោយសារតែអាទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែផ្សេងផ្សេងគ្នាណាទីនេះមួយផ្សេងទីនេះមកនេះផ្សេងឃើញទេវាសិតផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាទីនេះមកតែមួយហើយទីនេះមកក៏មកតែមួយដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាទាញមកទាំងអស់បាទនេះឲ្យអាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាវីដេអូតែមួយរូបភាពនឹងសម្លេងជាប់គ្នាទាញតែមួយវារត់ទៅទាំងអស់អ្នកនរគ្នាចុចមកស្ដាប់មកអីសុំទោសយើងសិលេចលើវាទាំងអស់មកសិលេចទៅណាសិលេចយ៉ាងមកនេះចុច control ចុចមួយមួយឲ្យគ្រប់យ៉ាងមកតោះមកយើងចុចមកស្ដាំតោះមកយើងយកពាក្យថាគ្រប់ហើយអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា create new តោះមកយើងដោះសិលេចចេញមកយើងទាញមកគឺវាទៅទាំងអស់នេះតោះមកបើយើងចង់ផ្ដាច់វិញយើងសិលេចវាទាំងអស់នេះគ្នាមកយើងចុច control បោះអសូរ u ក៏បានប្រើសូត្រខាត់ key ឬក៏យើងប្រើម៉ៅរបស់យើងចុចម៉ៅស្ដាំមកយកគ្រប់ហើយអ្នកនរគ្នាយកកន្លែងនេះយកកន្លែងនេះ clear ឃើញទេ control បោះយូរនេះកន្លែង clear ក៏វាយើងចុច clear ហើយយើងដោះសិលេចចេញយើងទាញមកបានតែមួយមួយនេះវាបានតែវាផ្ដាច់ចេញពីគ្នាហ្នឹងក៏វាផ្ដាច់ណាហើយរបៀបនៃការបង្កើតឲ្យវាទៅជាវីដេអូតែមួយយើងមិនបាច់ចាំចុចម៉ៅស្ដាំយកគ្រប់យក create new មិញអ្នកនរគ្នាចុចសិលេចទាំងអស់ដូចគ្នាមកអានឹងយើងប្រើសូត្រខាត់ key ណាសិលេចអញ្ចឹងហើយយើងចុចអសូត G អសូត G លើ keyboard របស់យើងហ្នឹងចុចតាអសូត G មកពេលនោះវានឹងទៅជាគ្រប់តែមួយបានន័យថាអាចទាញផ្លាស់ប្ដូរបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងតន់ដល់ចំណុចហ្នឹងណាចាំដល់ពេលភាគទី4ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបដាក់ effect បានដាក់វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមានចលនាស្អាតនិងមិនមែនមានប៉ុណ្ណឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបកាត់ហ្នឹងណាឥឡូវយើងកាត់ហើយហើយកាត់មានពីររបៀបណាដោយរបៀបទី2និងរបៀបទី3សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងចាំជួបគ្នានៅភាគទី4ទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយកម្ពុជាប្រជាណាចក្រអាចារ្យកម្ពុជា Kingdom of Wonder សន្តិភាពដើម្បី